Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 1 âm lịch, vận đỏ hơn son, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhét, chật két, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, tốt đẹp. Nếu như không thể một bước thăng hoa mỹ mãn, thì ít nhất cũng giải quyết được những sự khó khăn trước mắt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn. Những thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng không ngừng. Sau khi xem tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng, bước sang tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 này, sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công, cụ thể là đúng tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần năm Giáp Thìn, cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963, sẽ gặp được nhiều may mắn. Được các tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu, đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho bản mệnh tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu nhất vùng thiên hạ, đặc biệt nếu như bản mệnh biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện tháng 1 âm lịch của cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với con giáp này trong khoảng thời gian đầu năm này? Thì xin mời quý cô bác, anh chị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, về già người khôn ngoan không nên quá hào phóng hai điều này với con cái, bởi sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. 1. Tiền bạc. Là đấng sinh thành, cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái, ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải, để thế hệ sau bớt vất vả. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá chứ đừng tặng cá cho con, việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu. Chúng sống trong cảnh đủ đầy, biết mình có tiền tài, đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác, nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ, sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều, bảo bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói, người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời. Dù cuộc sống có giông tố ra sao, khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn đỡ muộn phiền, âu lo. 2. Nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình. Dù nó tồi tàn đến đâu, chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình,
bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó, ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên hào phóng giao cho các con tài sản này quá vội. Bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà cho con, song bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình, họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sứt mẻ, mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ, rồi quên mất giá trị tình thân. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm, sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên tiết kiệm của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái hai loại của cải khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách và tài năng của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ hạng 12 con giáp và khi khởi vòng trường sinh, tính theo tiết khí thì thắng Mão ứng với cung Lâm Quan. Đứng trước nó là Dần, đứng sau nó là Thìn. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo thông minh, yên ổn may mắn, làm việc siêng năng, y lộc không thiếu, nam mạng có phúc phận, nữ mạng ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp với người đời, cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ, bàng bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới. Họ cũng thích hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn những người cầm tinh con giáp này Mão thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Người tuổi Mão sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Người sinh Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhờ thông minh lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức, xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và họ cũng có đức tính tiến thủ. Biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kỳ thủ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh.
sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 1 âm lịch 2024. Nhìn chung tháng 1 âm lịch năm 2024 vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Quý Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng, hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch thấy rằng, Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân khoảng thời gian này. Bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới. Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Quý Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp trong tháng khởi đầu của năm mới. Có tam hội xuất hiện, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình. Nếu mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp tốt, bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn. Hơn nữa, sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, một vài người vẫn tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán khi đứng trước những cơ hội, dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc. Tử vi tuổi Quý Mão 2024 khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ. Bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn, thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý, giúp ích cho mai này. Khi băn khoăn, do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự chọn hướng đi mà hãy tâm sự, trao đổi với những người có kinh nghiệm hơn mình, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp, có giá trị tham khảo. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 1 âm lịch. Sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của người tuổi Quý Mão có nhiều cải thiện. Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư, kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại trước đó. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm thì dù cho có phải vất vả một chút, bạn sẽ thu được một khoản tiền tương xứng. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội tăng lương nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để níu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền rủng rỉnh trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong thời điểm này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn, lo lắng, song bạn không nên quá bi quan, hãy lập kế hoạch rõ ràng từng bước cho mình. Đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú, rồi dần dần bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. Xét phương diện tình duyên tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 1 âm lịch 2024. Có Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, người tuổi Quý Mão còn độc thân không cần phải lo đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng 1 này, bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nhờ tính cách hài hòa, cởi mở, cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình, chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Điều bạn cần làm trong tháng này
chính là tiếp tục tự tin là chính mình. Đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân, bạn cũng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có điều, dù đào hoa đến mấy, bạn cũng chớ nên trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai, bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành, chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Việt không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi có cặp. Bạn bị làm phiền bởi nhiều đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế cần luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình, chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy, nói lời tổn thương nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui bên ngoài. Dù người ấy có điều gì khiến bạn không hài lòng, thì hãy bao dung hơn. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Quý Mão âm lịch thấy bản mệnh có một sức khỏe khá tốt trong tháng khởi đầu năm mới này. Có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công. Song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì thế, việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần 1 tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, trong tuần đầu tiên của năm mới, người tuổi Quý Mão trải qua một tuần khá thuận lợi ở mọi phương diện. Là tuần đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, bản mệnh đón không ít tin vui, vui xuân đón Tết cùng gia đình, người thân. Trước hết là phương diện công việc, cả một năm nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, đây chính là thời điểm bạn tĩnh tâm nhìn lại toàn quá trình làm việc, cũng như hưởng thụ thành quả đã gây dựng được trong sự nghiệp, tinh thần làm việc hăng say, bạn được lãnh đạo khen thưởng và đề xuất vào những vị trí chủ chốt, cơ hội thăng chức, tăng lương không hề ít. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính có một tuần tất bật với những con số, nhưng thành quả mà bạn gặt hái được cũng thể hiện rất rõ ràng bằng số tiền khá lớn, khiến không ít người ngưỡng mộ, thậm chí tỏ ra ghen tị. Nhìn chung tình cảm gia đình hài hòa, trên dưới đồng thuận, không phát sinh mâu thuẫn nào quá lớn. Tuy nhiên, thái tuế tinh ảnh hưởng có thể gây ra chút bất lợi cho tình yêu lứa đôi, đó có thể là sự cản trở của gia đình, hay do chính những người trong cuộc thay đổi tình cảm. Dù thế nào đi nữa, nếu tuổi Quý Mão chủ động làm lành, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực. Sức khỏe của bản mệnh khá hơn rất nhiều, thể trạng tốt, ăn ngủ điều độ, có điều thời tiết biến đổi thất thường, trong khoản ăn mặc cần phải hết sức lưu ý, tránh bị cảm lạnh. Quý nhân, tuất, mùi, tiểu nhân, tỵ, thân, màu sắc may mắn, đen, tím, con số may mắn, 82, 33, 15. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, công việc của người tuổi Quý Mão tiến triển tốt trong tuần, đây đã là thời điểm đầu năm mới. Công việc ngày càng bận rộn, nhưng hãy nhìn lại thành quả phấn đấu trong suốt một năm qua, bản mệnh cũng có nhiều điều để tự hào, không thua kém bất cứ ai. Được thái âm cát tinh soi chiếu, tư tưởng, trí tuệ của tuổi Quý Mão, nhất là nữ mệnh, càng thêm minh mẫn, ý tưởng sáng tạo ngày càng nhiều, được cấp trên và tập thể đánh giá cao. Các mối quan hệ xã giao cũng được duy trì ở mức bình ổn, gặp được bạn tốt, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ, nên công việc trôi chảy hơn nhiều, nhìn chung mọi kế hoạch đều được hoàn thành đúng tiến độ, bạn thu về không ít thành công trong tuần. Chủ doanh nghiệp, người hành nghề kinh doanh tự do có một tuần khởi sắc, tình hình tài chính khả quan, thu về lợi nhuận khả quan, nhưng cần chú ý đề phòng người tuổi Thìn hãm hại, lừa gạt tiền bạc. Tình yêu lứa đôi phát triển thuận lợi, không còn sự ngăn cản của gia đình, người độc thân có vận đào hoa khá. Tuy chưa gặp được đối tượng thực sự tâm đầu ý hợp, nhưng cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại. Cuộc sống gia đình hài hòa, vợ chồng cãi nhau đầu giường thì cuối giường làm lành, các mối quan hệ với họ hàng hai bên gia đình hữu hảo, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Quý nhân, mùi, dần, tiểu nhân, ngọ, thìn, màu sắc may mắn, trắng, xám, con số may mắn, 63, 29, 98.
Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Quý Mão đón chào tuần mới với nhiều niềm hứng khởi, hứa hẹn một tuần sinh động, đầy bất ngờ. Thái dương cát tinh chiếu rọi, mang nguồn sinh khí giúp bản mệnh khôi phục vết thương lòng, suy nghĩ tích cực, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Theo đó, tình yêu có nhiều cơ hội thăng hoa, nhiều trải nghiệm thú vị, khả năng cao trong tuần này gia đình bạn có chuyến du lịch hoặc tiến hành dự định lớn nào đó. Nhìn chung, mọi việc tiến triển như ý muốn, không phải lo lắng quá nhiều, tinh thần làm việc nâng cao, khả năng sáng tạo được phát huy tối ưu, mang lại không ít thành công cho bạn. Tình yêu không có sự phân biệt về tuổi tác, nếu đã có tình cảm thực sự, tuổi Quý Mão không cần do dự quá nhiều, hãy đi theo tiếng gọi trái tim, yêu rồi để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần bận rộn, ngay ngày đầu tuần đã nhận được tài lộc trời ban, làm ăn thuận lợi, mua may bán đắt, cứ đà này, bạn và gia đình sẽ đón một tuần bội thu về tài lộc. Năm mới với nhiều dự định mới, ngay từ bây giờ tuổi Quý Mão có thể bắt tay vào việc lên kế hoạch cụ thể cho tiến trình phát triển. Sự nghiệp của mình cả năm được rồi khi đã có kế hoạch chi tiết, mọi thứ đều nằm trong tầm tay bạn. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, xám, con số may mắn, 20, 69, 18. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch năm 2024. Được ánh hào quang của tử vi tinh chiếu rọi, vận trình tuần mới của người tuổi Quý Mão hanh thông phơi phới, tài lộc dồi dào, công việc trôi chảy, chuyện tình cảm cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Áp lực công việc giảm đi, những hạng mục khó khăn chưa được triển khai trước đó sẽ nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, giải quyết hiệu quả, đem lại thành công lớn cho bạn. Mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp cũng được hóa giải ở mức độ nhất định, quan hệ xã giao ổn định, không còn sóng gió như trước. Với những ai chưa xác định được định hướng nghề nghiệp, tuần này là cơ hội tốt để học hỏi từ người bề trên. Những ai đã có bề dày kinh nghiệm, rất có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với sở thích cũng như chuyên môn hơn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn có một tuần làm việc vất vả nhưng thu về lợi nhuận cao, có điều nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra. Người độc thân vượng vận đào hoa, mạnh mẽ và tự tin hơn trong giao tiếp, dám thể hiện tài năng, cá tính, sức hấp dẫn lan tỏa khắp nơi. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão không có gì phải lo lắng hay bàn cãi, nhưng vì mải mê công việc, bạn không có thời gian luyện tập thể thao, cảm giác cơ thể có chút ì ạch rồi, cần phải cải thiện thôi. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Thân, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số may mắn, 11, 34, 88. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài.
Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, theo thiên lý thiện ác hữu báo, người hành ác vô độ sẽ có ngày gặp quả báo, chuốc lấy những khổ đau mà mình đã gây ra cho người khác. Người xưa dạy, hãy tích nhiều đức hơn, để đời sau được tốt hơn, bởi khi mất đức có khi đi ăn xin cũng không ai bố thí, phúc phận bị tiêu hao, thậm chí phải chịu cực hình nơi địa ngục, chuyển sinh làm người vẫn chưa hết nhân quả báo ứng, thế gian hỗn độn, con người trong vô minh có khi tạo nghiệp không hay biết. Có những việc nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi sẽ để lại hậu quả không ngờ đến, thiện ác tất có báo ứng, nhưng có thật sự là nhân quả báo ứng có thật trên đời này. Ngày nay, có câu nói chúng ta thường nghe thấy, người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm. Câu nói dường như đang biểu thị sự bất lực với cuộc đời và sự nghi ngờ về thiên lý thiện ác hữu báo của cổ nhân, thấy những người xấu làm điều ác. Nhưng vì quyền thế mà họ có thể thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật, những người có tinh thần trọng nghĩa lại bất lực và chỉ có thể thốt ra câu nói thiện ác hữu báo trên để an ủi bản thân. Vì đã có nhiều câu chuyện thực tế khiến người ta lực bất tòng tâm khi chứng kiến hành vi ác nhân của người khác nhưng báo ứng không tới, nên cho dù tin vào thiên lý nhân quả báo ứng thì lâu ngày khó tránh khỏi trong tâm có chút nghi ngờ. Luật nhân quả chính là một quy luật tự nhiên của vũ trụ, được hoạt động để giữ gìn trật tự. Nếu như không có luật nhân quả thì trật tự của con người sẽ bị đảo lộn, khiến cho muôn vật trên các hành tinh bị tiêu diệt. Luật nhân quả vốn không phải do con người hay một đấng tạo hóa nào tạo nên, mà nó được sinh ra và vận hành theo cơ chế của vạn vật tự nhiên được tạo thành. Thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc nhân quả báo ứng là có thật. Tất cả những gì mà chúng ta có được, chúng ta trải qua là kết quả từ quá trình, từ hành động mà chúng ta tích lũy ở kiếp trước, hay còn gọi là nghiệp báo, bởi vì nghiệp khi đã được gieo, thì dù trăm năm hay ngàn kiếp cũng không thể mất đi được. Luật nhân quả chính là quy luật tự nhiên của trời đất, vô cùng công bằng, không hề thiên vị với bất kỳ ai. Có câu, thắng thua vô định, quả báo phân minh, thắng thua trên đời là điều khó đoán, và không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn bất khả chiến bại, nhưng quả báo nhất định sẽ xuất hiện và công bằng với mỗi hành vi tốt xấu của con người. Chẳng qua là có người thì quả báo đến sớm hơn, còn có người thì quả báo đến sau mà thôi, không phải không có quả báo, chẳng qua thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện báo, hay nói chính xác là hiện thế báo, là có báo ứng ở hiện tại. Sinh báo, chính là chỉ việc kiếp này làm thì kiếp sau mới có báo. Còn cái gọi là hậu báo, là nó kiếp này làm đủ loại nghiệp không bị hiện thế báo, cũng không bị sinh báo, mà họ phải qua nhiều kiếp nữa mới bị báo. Sống trên đời thiện ác hữu báo, khác nhau là sớm hay muộn, quả báo tới sớm thì có khi chưa đầy một năm đã nếm trải, nhưng quả báo tới muộn thì có khi tới tuổi xế chiều mới phải nhận lấy. Vậy tại sao nghiệp chướng của những kẻ xấu, kẻ ác không linh ứng ngay? Có phải là để hoãn nó cho đến sau này? Có thể là do họ làm ác chưa đủ, có thể là do ông trời muốn họ phải chịu quả báo lớn hơn nữa. Nhưng một điều chắc chắn là quả báo đến muộn không chỉ ảnh hưởng tới đời mình, mà còn ứng nghiệm lên cả đời con cháu về sau. Có người nói rằng quả báo của một người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm cuộc đời. Ở độ tuổi từ 50 đến 60, ở tuổi 50, trạng thái của con người sẽ rất khác nhau. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy cảm xúc lạc lõng, số khác lại cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già, còn một người luôn mang vẻ tươi tỉnh hoặc đã giữ được cái tâm trong sáng gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu thì khi về già sẽ tự nhiên an yên tĩnh tại. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tới lúc nhắm mắt xuôi tay, những thứ như tiền tài danh vọng đó vốn không thể mang đi theo, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Có những người mong muốn làm giàu đến mức mù quáng, sẵn sàng làm ăn bất chính, mỗi năm cứ dịp đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang cầu khấn,
mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là tự dối mình, vì vốn dĩ nếu ông ta làm ăn chân chính, có lương tâm, không bóc lột nhân viên, càng không lừa dối khách hàng, thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật, quả báo chắc chắn cuối cùng sẽ đến trong tuổi già của con người. Cần phải ghi nhớ điều này để tự răn dạy bản thân, biết kính sợ, làm người lương thiện và trong sạch, năng hành thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.